Chào mừng cả nhà đã đến với kênh Vợ Việt Chồng Ấn Cuộc Sống Ba Lan. Thì mấy ngày nay Dương không có đăng video mới á, là do gia đình Dương có chuyến đi Gdansk. Nhưng mà Dương đi đến đó thì mỗi ngày Dương cũng muốn làm video gửi cho cô chú anh chị và các bạn mình xem. Nhưng mà kẹt cái nhà Dương quên cái cục sạc á, cục sạc điện thoại á, mình đem theo cục sạc nhưng mà ở đây á, cái đầu sạc của mình nó khác cái chui điện ở đây đó, cho nên là Dương quên đem cái cục chuyển đổi cục sạc đi, thành ra nhà Dương rồi ơi bấm bụng luôn, không có đăng video được, nhớ cả nhà quá trời luôn. Nhưng mà cũng cố gắng còn ít pin cái để dành quay video thôi, mình không có làm video nhưng mà Dương cũng quay được tất cả cái video trong cái chuyến đi Gdansk. Thì bây giờ Dương quay về nhà rồi nhưng mà Dương sẽ đăng lại cho cả nhà mình cùng xem để tham quan biết thêm về biển Gdansk ở Ba Lan nha. Thì video hôm nay Dương sẽ gửi đến cả nhà mình cái hành trình chuẩn bị bắt đầu trước ngày đi Gdansk và cái chuyến đi đến Gdansk, cùng với đó là tham quan cái căn hộ mà cả nhà Dương thuê 2 đêm ở đó giá 3 triệu nó như thế nào luôn nha. Bà Ranvi lấy cái giỏ ra để chuẩn bị mình xếp hành lý rồi ra, mà Ranvi nó muốn chơi vậy đó. Ready? 1, 2, 3. Holding father. Hai cha con chơi hồi quay lại nhìn cái sàn gỗ nó có cái dấu chày chày á, hoảng hốt bà nó thôi dừng lại không dám chơi nữa, để mà công chủ nhà bắt đền cái sàn là khổ nữa, châu què đền châu lành nữa. Giờ Dương cho Ranvi ăn uống đồ nè, không có thời gian mà xếp đồ bây giờ đâu, phải cho nó ăn uống ngủ nghỉ ngơi hết trơn rồi mình mới có thời gian, mình mới đi làm công chuyện của mình được. Dạo này cưng dữ lắm, bày đủ trò hết trơn à, lâu lâu cái tự ảnh làm trò mới nè chứ mà không cần mình chỉ nữa, dữ lắm luôn. Ranvi được cái nó cũng dễ ăn lắm cả nhà, Dương cho nó ăn món Ấn nó cũng ăn được, Dương cho nó ăn món Việt Nam nó cũng ăn được nữa, mà nó cũng thích ăn cơm lắm nha, nó thích ăn cơm lắm, cơm nấu mà phải gạo mềm nữa nha, chứ cái gạo mà Dương lấy gạo Ấn nó khô quá nó không thích ăn. Thấy anh chồng Dương dễ thương không, đem bằng ủi ra ủi đồ cho mẹ hết trơn luôn, thấy vậy Dương cũng ké được 2 cái áo dài. Đây nè, để Dương quay cho cả nhà mình xem nè, mấy cái bộ đồ này là anh sẽ ủi hết cái này cho mẹ luôn nè. Mẹ và chồng Dương cũng đỡ con gái á, có con trai không à, mà được cái anh chồng Dương con trai nhưng mà ảnh cũng lo chăm sóc hơn con gái nữa, chăm mẹ dữ lắm. Cứ nhà Dương mà chuẩn bị đi đâu á là y như rằng anh chồng Dương lo hết trơn, lo xếp đồ bỏ đồ, lo tìm đồ đạt đồ, Dương chỉ có việc là đi coi Ranvi thôi đó, anh chồng Dương ảnh lo hết trơn à, nên cũng đỡ dữ lắm luôn. Anh chồng Dương anh hỏi Dương có cần ủi không, Dương gửi ảnh hết 2 cái áo. Yes ma'am. Bà nội lấy đồ con cũng lấy đồ ha Vi ha. Ha. Ờ. Bà nội lo ship đồ con cũng ship ha. À, bà nội ship đồ đi chơi nè. Ranvi nó cũng đi kiếm đường nó phá nè. Trả bà nội đi. Con trả bà nội đi. Thank you. Trả cho bà nội. Không. No hả? Không hả? Ủa đâu có leo lên nó được con. Đâu thấy bà nội để xếp đồ tùm lum cái leo lên giường. Ừ, leo lên giường chứ dạ. Chị dạ, ba ủi cho bà nội thẳng hết rồi đó, con khóa đi cho nó nhăn hết nha. Rồi đi lên đang kiếm đường lấy đồ đang phá. Phá cái đồ bà nội nè. Ừ.
ba ba ha, ba ba thích. Để coi ba Ranvi lấy được không của nó không nha. Ừ, ba nè, đây. Ba bỏ đồ vô nè. Ừ, khóa ha, nó kiếm đường nó khóa. Có như nó đem nó quăng hết trơn. Khóa. Vi nha, khóa nha. Đưa cho ba, để cho ba bỏ vô nha. Bỏ vô. Mai sáng thức dậy sớm. Ừ. Bây giờ chuẩn bị đồ, ngày mai nhà Dương đi du lịch. Đi biển Gdansk. À, đi biển Gdansk. Đã có đó rồi nó. Đã có đó bao giờ nó. Diaper đã full set nè. Để đã có rồi nó. Sớm chết keep outside with you on train. Đã có đó. Thế thế này. Không chịu đưa ba. Nãy giờ dành đem đồ ra nhiêu để chất vô thì ảnh dành ảnh quăng hết trơn. Chất tàu. Ừ, lên đi tàu. Rồi, cảm ơn con nghe, đưa cho ba đi. Đưa ba đi con, đưa ba. Đưa cho ba. Ôi giỏi quá ta. Quần áo rồi xong rồi, bây giờ đi lo soạn dầu gội, sữa tắm đồ mang theo nữa. Nó shampoo cho Lan Vy hả nè? We you think hả? No need hả? We bath here, we wash here hả? Chứ? Body wash hả? We have body wash hả? Body wash? You serve symbol for 3 days. Cả nhà Dương đã đang đứng ở bến tàu lửa ở ngoài trung tâm nè, chuẩn bị mình đi vô bến tàu, mình bắt tàu mình đi đến Gdansk. Thì đây là cái ga tàu tại trung tâm. Gòn sang. Đừng đi thang máy xuống mà ai về đâu. Bữa nay thang máy nó bị lỗi rồi, cho nên là phải đi bằng cái thang cuốn này đi xuống. Chị
What's the video? Hôm nay nhà Dương đi biển Grand, có đi cùng với hai vợ chồng người bạn của anh chồng Dương nữa. Vợ của anh cũng lãng mạn dữ lắm nha, là chúc mừng sinh nhật ảnh á, cho nên là vẫn bất ngờ cho ảnh đi biển Grand á. Bữa nay ảnh mới biết luôn á, chứ bình thường thì vợ ảnh không có thông báo. Nhưng mà anh chồng Dương thấy có đi nè, cái có trao đổi với chị thôi, cái gia đình mình đi chơi chung luôn. Rành Vi nó mê con chó, nó ngồi miết ở chỗ này, nó không chịu vô chỗ ngồi. Sau khi ngồi tàu 2 tiếng rưỡi thì nhà Dương cũng đã tới thành phố biển Grand nè. Bây giờ mọi người sẽ lấy đồ hành lý rồi xong rồi mình đi ra, mình bắt xe tram. Mình sẽ không có đi về khách sạn liền mà mình sẽ đi chơi luôn. Và cả nhà sẽ đi cái thành phố cổ tại cái thành phố biển Grand này trước, rồi ăn trưa, ăn xong hết rồi mới chia tay bạn đi về. Nãy nay nó về chỗ ở người đó, thì hai vợ chồng nó thì muốn khách sạn riêng, còn nhà Dương thì thuê căn hộ riêng, cho nên là mình ăn trưa xong mình sẽ tạm chia tay nhau. Để Dương quay vòng vòng cái khu vực mà trạm tàu lửa ở bên thành phố biển Grand Ba Lan cho cả nhà xem. Thì Dương thấy xung quanh á rất là cổ kính nhưng mà kiến trúc rất là đẹp luôn. Bác nặng lắm. Đi qua đôi hôn rồi bác kìa. Hả? Đi qua đôi hôn rồi bác. Người. Đây. Oh, why we stand here? Hiện tại là đang đứng ở bến tàu tram, rồi cái bến tàu tram là bến tàu điện á, người ta chạy vòng vòng trung tâm thành phố đó. Đây cả đoàn của Dương sẽ đi lên xe tram để mình đi qua thành phố cổ, mình tham quan ăn uống luôn. Ở bên Ba Lan thì phương tiện công cộng nó cũng là rất là dễ luôn, quá trời tiện luôn. Mình muốn đi tàu lửa rồi đi tàu tram này trong nội ô thành phố nữa, tiện lắm. Ừ.
Do là ngay khu phố cổ điểm du lịch đó cho nên là đồ ăn đồ cũng giá cả cũng cao lắm. Một menu như vậy cả nhà xem thử. Đây cái chị đâm lưng này là hết 420.000 á. Dương với chồng Dương thì ăn có thịt, còn hai vợ chồng người bạn với mẹ chồng Dương thì ăn chay, gọi đồ chay. Thì ăn uống đồ xong thì cả đoàn tụi Dương sẽ quay lại cái nhà thờ cổ này. Nào mình sẽ đi vào bên trong cái nhà thờ cổ này mình tham quan thử. Nhìn thấy nó to mà nó rộng, thấy hồi nãy đi ngang qua thấy người ta làm lễ đó, thấy nó hùng hồn quá cho nên là mình thử mình đi vào trong mình xem nó ra làm sao luôn. Nên rất là cao luôn nha. Ở phía trước phía ngoài sân thì người ta có để cái mô hình của cái nhà thờ cổ cho mình luôn nè. Và nhà thờ này mình đi mấy các phía mình đều thấy cái nhà thờ này hết á. Ở đây chất lượng xây dựng người ta xây dựng rất là chắc chắn luôn, mấy trăm năm rồi mà nó vẫn còn rất là chắc nguyên vẹn. Nhìn nó chỉ hơi sờn sờn về thời gian thôi chứ nhưng mà nó chắc dữ lắm luôn. Bây giờ nhà Dương sẽ đi vào tham quan cái nhà thờ này. Thì nhà thờ này người ta mở cửa tự do, không có lấy vé cho nên mình cứ vào mình tham quan thôi à. Nhà Dương đi ra rồi, cái mặt trước của khu vực nhà thờ là nhìn nó đẹp dễ thương quá à. Anh chồng Dương nói để anh chồng Dương quay cho cả nhà YouTube mình xem luôn. Tới cái khu vực mà cái căn hộ anh chồng Dương thuê cho cả gia đình mình nghỉ ngơi ở đây nè.
thì giá thuê 2 đêm là 3 triệu á. Do là Dương có ranh vi Dương cần nấu nướng rồi á, cho nên là ưu tiên thuê căn hộ chứ mà không có thuê khách sạn. Ngắm dòng căn hộ với Dương nha. Đây là căn hộ chắc người ta xây cũng lâu đời lắm rồi. Ở đây là toàn là nhà cổ lâu đời thôi mà ít có mới lắm. Mình đi đâu mình thấy cổ nhưng mà cái chất lượng xây dựng thì rất là chắc chắn luôn. Nó bền dữ lắm. Có điều khu vực này nó vắng tanh vắng teo à. Nhìn nhà thì vậy chứ mà không thấy ai đứng lãng vảng ngoài đường đâu. Anh chồng Dương đang loay hoay lấy cái chìa khóa á. Người ta có cái ổ khóa mình mở mật khẩu ra là có cái chìa ở trong á. Mấy người thuê bên đây người ta làm gì cũng tiện nè. Khỏi phải đi có mặt để mà đưa chìa gì cho mình hết trơn. Người ta để sẵn cái mình lấy mình vô nhà thôi. Cái căn hộ này á, là có một phòng khách, một toilet, một phòng bếp, hai phòng ngủ. Nhưng mà người ta khóa hết một cái cửa phòng ngủ rồi. Cái cửa bên tay phải đó người ta khóa rồi, người ta không có cho mình biết. Coi như là mình chỉ mướn được có một phòng ngủ với lại một cái bếp, một toilet, một phòng khách thôi á. Cái đây là phòng bếp nè, thoáng mát, sạch sẽ ha. Bây giờ Dương sẽ tiến qua cái phòng ngủ đây. Đây là cái phòng ngủ nè. À, ở sau cái màn là cửa sổ á, mình mở ra thì nó sẽ sáng à. Đây là đi ra, đây là cái phòng khách có ban công nữa nha. Cái căn hộ này Dương thuê có ban công nữa. Dương nói anh chồng Dương lựa cái căn có ban công rồi cho nó thoáng thoáng để mình đi ra mình ngắm rồi. Mà có một điều Dương không bao giờ thích cái căn nhà ở bên Ba Lan một chỗ nha, là cái đèn lúc nào nó cứ cầm mờ, nó tối hù à. Đèn nhà Dương thuê ở thủ đô Warsaw cũng vậy, nó mờ tối lắm. Dương với anh chồng Dương phải mua đèn trắng thêm cho nó đỡ á. Còn đi cái nhà này nó còn dữ hơn cái nhà của Dương nữa chứ. Trời ơi, gắn cái đèn gì mà nó mờ cắm luôn, không thấy đường luôn á. Xin chào, hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo nha.